Chào các chị nhá, các chị ơi, vào xem quần bò với em nhá. Hôm nay em lên hình quần bò tiếp tục cho các chị này. Mở kiện đầu nhá các chị nhá. 330k. Các chị ơi vào xem với em nhá. Hôm nay chủ nhật nên các chị có rảnh rỗi không này? Chị ơi vào xem quần bò với em nhé. Em lên hình quần bò cho mọi người tiếp tục nha. Các chị ơi vào xem với em nhá. Chủ nhật hôm nay các chị có rảnh rỗi không này? Hay đi chơi rồi. Lên hình quần bò tiếp tục cho mọi người nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Các chị ơi vào xem like chấm bài cho em biết với nhá. Chia sẻ bài giúp em ạ. Các chị ơi vào xem live chia sẻ bài giúp em nhé. Chấm bài cho em biết với ạ. Em lên hình quần bò tiếp tục cho mọi người nhé. Đợi các chị vào đông đông thì em like nhé. Các chị ơi chia sẻ bài giúp em nhé. Dành một phút chia sẻ bài giúp em ạ. Đợi các chị vào đông đông rồi em like. Em chào chị Trịnh luôn nhé. Em chào các chị nhé. Các chị ơi vào xem live chấm bài cho em biết với nhé. Chấm bài cho em biết với ạ. Chia sẻ bài giúp em nhé. Chị luôn hóng áo à? Hóng áo tí nữa em sẽ like, em xả áo cho mọi người nhá. Bây giờ em lên quần bò trước nhá. Các chị ơi vào xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Áo em có những cái mẫu áo di lê mới về rất là xinh luôn. Có những mẫu áo di lê mới về rất là xinh luôn nhá. Tí nữa em sẽ like cho mọi người nhá. Em còn có cả váy cơ ạ. Các chị ơi vào xem live chia sẻ bài giúp em nhá. Chấm bài cho em biết với ạ. Em còn có cả váy rất là đẹp luôn này. Đây này. Đấy, rất xinh luôn nhá. Chất rất là đẹp luôn. Tí nữa em sẽ like cho mọi người nhá. Các chị vào xem live chia sẻ bài giúp em nhá. Em bắt đầu like cho các chị nhá. À, chị các chị vào xem like chấm bài cho em biết với ạ. Chấm bài chia sẻ bài giúp em nhá. Em bắt đầu like cho mọi người nhá. Mở kiện đầu này. Con bò rất là đẹp luôn. Chị là hôm qua chưa chốt được, hôm nay nhanh tay chốt nhá. Em lên mã đầu tiên một em quần bò yếm cực đẹp luôn này. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Chia sẻ bài giúp em ạ. Em lên mã đầu tiên quần yếm cực đẹp luôn này. Đấy. Em quần yếm rất là xinh luôn nhá. Mã số 1 này. Mã số 1 các chị nhá, mã số 1 em quần yếm này rất là xinh luôn. Dành cho chị nào mặc size L nhá, size 28 là mặc được này. Size 28 các chị nhá. Chất rất là đẹp luôn, em đảm bảo với các chị luôn nhá. Đây trong này nó ghi là size XL này. Size XL nhá. Size XL này, các chị mặc size L chốt giùm em nhá. Các chị mặc size L chốt giùm em mã này này. Mã số 1 nhá. Mã số 1, một em quần bò yếm cực đẹp luôn. Các chị nhìn chất của nó này. Nhìn chất của nó hộ em nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Em đã ghim giá phía dưới rồi nhá. Chị Trịnh luôn ơi, 330k nhá. Em mở kiện đầu này, rất là đẹp luôn này. Mã số 1 dùm em nhá. Chị nào mặc size L thì chốt mã này này. Mã số 1, một em quần bò yếm cực đẹp luôn nhá. Quần bò yếm này ạ. Các chị nhìn chất của nó này. Rất là đẹp luôn. Mã số 1 nhá. Mã số 1 ạ. Ai thích chốt mã số 1 giùm em này. Chị nào hôm qua chưa chốt được hôm nay nhanh tay nhá, nhanh tay ạ. Những mã đẹp chốt ngay đi ạ. Em lên một mã tiếp theo nhá. Lên một mã tiếp theo này. Mã này là size 30 nhá. Size 30. Mã số 164 giùm em nhá. Vâng ạ, bên em là hàng hàng si nhá chị nhá. Hàng si ạ. Mã số 164 nhá. Mã số 164 này dành cho chị nào mặc size 30 nhá. Size 30 mã số 164 nhá. Đấy. Chị nào không thích rách thì chốt mã này giùm em nhá.
Size 30 mã số 164 này. Chất ở ngoài còn nhìn còn đẹp hơn cả trong hình nhá các chị nhá. Rất là đẹp luôn. Đảm bảo với các chị luôn nhá, mở kiện đầu lấy rất là đẹp luôn nhá. Em sang một mã tiếp theo nhá. Sang một mã tiếp theo này. Các chị thích dáng bo co giãn hay là dáng dáng suông, dáng boy nhỉ? Chị nào thích comment nhá, em sẽ lên hình cho các chị này. Mã số 59 nhá. Mã số 59 này. Em này chất cũng cực đẹp luôn. Mã số 59 nhá. Mã số 59 ạ. Dành cho chị nào mặc size 28 nhỉ? Size 28 mã số 59 nhá. À, hàng bên em là hàng si chị Linh Phượng ơi, hàng si nhá. Không phải hàng Quảng Châu ạ. Mã số 59 này. Mã số 59 các chị nhá, dành cho chị nào mặc size 28 nhá. Size 28 mã số 59 nhá. Mã số 59 ạ, size 28 các chị nhá. Ai thích comment cho em mã số 59 này. Em lên một mã tiếp theo nhá. Lên một mã tiếp theo này. Mã này rất là mốt luôn, gấu rất là mốt luôn này các chị ơi. Đấy. Rất là đẹp nhá. Chất thì khỏi phải nói này. Mã số 38 nhá. Mã số 38 dành cho chị nào mặc size S nhá. Size S mã số 38 dùm em nhá. Size S mã số 38 các chị nhá. Mã số 38 size S ạ. Chất cực đẹp luôn các chị nhìn này. Đấy. Những cái em suông mấy này boy này là không co giãn nhá các chị nhá. Là chất không co giãn nhá. Còn những dáng ôm là co giãn các chị nhá. Những dáng ôm là co giãn nhá. Em lên một mã tiếp theo này. Lên một mã tiếp theo nhá. Em này đằng sau này. Đấy, đằng sau nó thiết kế như này rất là đẹp luôn nhá, mốt nhá. Mã số 12 giùm em nhá. Mã số 12 này. Mã số 12 có rách nhá các chị nhá. Có rách ạ. Mã số 12 nhá, dành cho chị nào mặc size S nhá. Size S mã số 12 giùm em này. Size S mã số 12 các chị nhá. Mã số 12 ạ, đằng sau đây nhá. Đằng sau đây này. Size S mã số 12 các chị nhá. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Xem like chia sẻ bài giúp em ạ. Em sang một mã tiếp theo nhá, em sang những mã quần co giãn cho các chị nhá. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Em sang những mã quần co giãn cho các chị này. Dáng ôm co giãn nhá. Có xước không rách nhá các chị nhá. Dáng ôm co giãn này, có xước không rách này. Ai thích comment cho em mã số 166 nhá. Mã số 166 dùm em dành cho chị nào mặc size S nhá, size 26 này. Size 26 mã số 166 dùm em, có co giãn nhá các chị nhá. Có co giãn này, độ co giãn rất là cao nhá. Chất em đảm bảo với các chị là chất đẹp nhá. Chị nào mua quần Minan rồi thì biết này. Mã số 166 nhá. 166 size 26 các chị nhá. Chất rất là đẹp luôn, các chị nhìn chất của nó này. Đấy. Độ mới rất là cao luôn nhá. Độ mới rất là cao. Mã số 166 size S các chị nhá. Ai thích comment cho em này. Em sang mã tiếp theo này. Sang mã tiếp theo nhá. Cũng co giãn luôn này, dáng ôm nhá. Co giãn dáng ôm dành cho chị nào mặc size. Dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Size 27 mã số 167 giùm em nhá. Size 27 mã số 167 này. Này, màu này là màu hơi bạc nhá. Còn bò mài đấy rất là đẹp nhá các chị nhá. Mã số 167 size 27 các chị nhá. 167 size 27 ạ. 167 size 27 các chị nhá. Đấy, em này có co giãn nhá. Có co giãn luôn này. Mã số 167 size 27 có co giãn nhá. Đây ạ, rất là đẹp luôn nhá. Chị nào thích comment cho em mã số 167 size 27 nhá. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Em sang một mã tiếp theo này. Sang một mã tiếp theo em này cũng co giãn luôn này. Chị nào không rách thì chốt này. Đấy, chị nào không thích rách thì chốt nhá. Co giãn nhá các chị nhá. Co giãn này. Đấy, độ co giãn rất là cao luôn. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Mã số 67 này. Mã số 67 các chị nhá. Mã số 67. Mã số 67 dành cho chị nào mặc size 28 nhá. Dành cho chị nào mặc size 28 này. Mã số 67 size 28 các chị nhá. Có co giãn cạp, có co giãn này. Mã số 67 size 28.
Size 28 các chị nhá. Không rách không xước này, chị nào thích không rách không xước thì chốt cho em này. Mã số 67 size 28, có co giãn các chị nhá. Có co giãn, độ co giãn rất là cao luôn. Em sang một mã tiếp theo nhá. Sang một mã tiếp theo này, các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Mã này là mã số mã số 168 nhá. Mã số 168 này. Mã số 168 các chị nhá. 168 này. Em này có co giãn nhá. Có co giãn này, độ co giãn rất là cao luôn. Mã số 168 dành cho chị nào mặc size 168 dành cho chị nào mặc size 28 nhá. Size 28 mã số 168 thôi em này. 168 size 28 các chị nhá. Mã số 168 size 28 đằng sau của nó đây ạ. 168 size 28 các chị nhá. Chị Lá Cô Đồng nhận được khăn rồi à? Chị Lá Cô Đồng ơi, comment vào đây cho em biết nhá. Khăn có đẹp không ạ? À chị Bình Yên ơi, em bán quần này là quần size nhá. Quần này là quần size nên là các chị mặc size nào chốt giùm em này. Like quần mà thử từng cái một ấy rất là lâu nhá chị nhá. Khách nào mua bên em rồi thì biết này. Em bao đổi cho các chị nhá. Em bao đổi cho các chị luôn ạ. Quần có size nhá, quần có size này, nên là em đọc size cho các chị nhá. Chị các chị mặc size nào vừa thì chốt size đấy nhá. Chứ còn quần nai mà thử lên thử xuống rất là lâu mà mất thời gian luôn ạ. Không được một mẫu, mãi không được một mẫu đâu ạ. Em sang một mã tiếp theo này. Sang một mã tiếp theo nhá. Mã số 46 nhá. Mã số 46 này. Mã số 46 các chị nhá. Mã số 46 dành cho chị nào mặc size size 27 giùm em nhá. Size 27 mã số 46 này. Size 27 mã số 46 các chị nhá. Đây này. Nó vá miếng rất là đẹp luôn này. Đấy. Mã số 46 size 27 giùm em nhá. Có co giãn các chị nhá. Có co giãn ạ. Những dáng ôm này là có co giãn nhá. Những dáng ôm này là có co giãn luôn này. Đằng sau của nó đây nhá. Đằng sau đây ạ. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Em sang một mã tiếp theo này. Sang một mã tiếp theo nhá. Em này có sắn gấu nhá. Mã này size size 27 nhá. Size 27 các chị nhá. Mã số 169 này. Mã số 169 size 27 nhá. 169 size 27 các chị nhá. Mã số 169 size 27 ạ. Em này có co giãn nhá. 60 cân mặc size gì? 60 cân chị chốt size XL giùm em nhá. 60 cân chị cao mét bao nhiêu ạ? Cao mét bao nhiêu, bụng chị bao nhiêu nhá? Thì em sẽ chốt đúng size cho chị này. 60 cân mà chị cao ấy, chị cao thì những cái dáng quần co giãn này em nghĩ là mặc size 29 là cũng đã vừa rồi. Em sang mã tiếp theo này. Mã này size 28 nhá. Mã này size 28 này. Mã số 170 nhá. Mã số 170 size 28 các chị nhá. Ui mét 65 thì chị mặc size 29 là vừa rồi chị Nguyễn Thủy ơi. Mã số 170 này. Mã số 170 nhá. 170 em này có co giãn các chị nhá. Những dáng ôm này là có co giãn này. Mã số 170 dành cho chị nào mặc size 28 này. Size 28 mã số 170 các chị nhá. Độ co giãn rất là cao này. Mà các chị nhìn độ mới của nó này. Nhìn độ mới của nó hộ em ạ. Đây nhá, gấu của nó đây nhá. Gấu của nó thế này này. Mã số 170 size 28 các chị nhá. Em sang mã tiếp theo nhá. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Mã số 87 này. Mã số 87 nhá. Mã số 87 ạ. Em này không co giãn nhá. Em này không co giãn này. Nên là chị nào mặc size 26 thì chốt giùm em nhá. Size 26 chốt giùm em mã này này. Mã số 87 nhá. Em này không rách nhá. Không rách này, không xước luôn ạ. Mã số 87 size 26 giùm em nhá. Size 26 mã số 87 ạ. Đằng sau của nó đây nhá. Đây ạ. Chất của nó thì ok luôn nhá các chị nhá. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Em sang mã tiếp theo này. Em sang một mã quần bò yếm tiếp này.
Một mã quần bò yếm tiếp nhá. Quần bò yếm đợt này rất là đẹp luôn. Đẹp hơn đợt trước nhiều nhá các chị nhá. Đây này. Mã quần bò yếm nhá. Mã số 39 dùm em này. Mã số 39 vải bò mềm các chị nhá. Mới mở kiện ra lên là nó vẫn nhăn này. Mã số 39 nhá. Mã số 39 này dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Size 27 mã số 39 dùm em nhá. Một em quần bò yếm rất là đẹp luôn này. Rất là đẹp nhá các chị nhá. Đấy, quần là dáng moi nhá. Quần bò yếm mã số 39 dùm em nhá. Dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Size 27 chốt dùm em quần bò yếm này này, rất là đẹp luôn, vải mềm nhá. Vải mềm này. Đấy. Mã số 39, ai thích chốt mã số 39 dùm em này. Sang một mã tiếp theo nhá. Sang một mã quần bò yếm tiếp theo này. Mã này thì dành cho chị nào mặc size XL này. Mã này dành cho chị nào mặc size XL nhá. Mã quần bò yếm này co giãn như thế gì nhá. Co giãn này. Mã này dành cho chị nào mặc size XL này. Đấy. Rất là đẹp luôn nhá. Mã số 13 giùm em nhá. Mã số 13 này. Mã số 13 đằng sau của nó đây ạ. Rất là đẹp luôn nhá các chị nhá. Đây đằng sau của nó đây này. Mã số 13. Mã số 13 các chị nhá. Em quần bò yếm dành cho chị nào mặc size L, size XL là mặc vừa này. Mã số 13 nhá. Mã số 13 các chị nhá. Mã số 13 rất là đẹp luôn nhá. Em quần bò yếm co giãn nhá. Có co giãn nhá các chị nhá. Độ co giãn rất là cao luôn này. Mã số 13 size XL giùm em nhá. Size XL mã số 13 này. Em sang mã tiếp theo nhá. Chào Bách Nhật Hoa nhá. Sang mã tiếp theo mã số 108 này. Mã số 108 các chị nhá. Một em quần ống vẩy nhá. Quần ống vẩy mã số 108 này. Mã số 108 nhá. Quần ống vẩy các chị nhá. Quần ống vẩy ạ. Co giãn nhá các chị nhá. Co giãn này. Các chị mua quần ống vẩy bên em này đều là khen này. Rất là đẹp luôn, chất này. Các chị nhìn chất của nó này. Đấy. Rất là đẹp luôn nhá. Dành cho chị nào mặc size 26 nhá. Size 26 này, size 26 mã số 108 nhá. Mã số 108 size 26 dùm em nhá. Em này rất là đẹp luôn. Mã số 108 size 26 này, quần ống vẩy các chị nhá. Rất là đẹp luôn ạ, có co giãn nhá. Em sang mã tiếp theo này, các chị ơi xem like chia sẻ bài cho em nhé. Chấm bài cho em biết với ạ. Sang một mã tiếp theo mã số 28. Mã số 28 nhá. Mã số 28 em này có co giãn nhá. Có co giãn này. Đấy, độ co giãn rất là cao luôn. Mã số 28 dành cho chị nào mặc size 26 này. Size 26 mã số 28 thùm em nhá. Size 26 mã số 28 này. Mã số 28 size 26 các chị nhá. Em này có co giãn nhá. Có co giãn luôn ạ. Mã số 28 size 26. Sang mã tiếp theo này. Sang mã tiếp theo này. Mã số 10 nhá. Mã số 10 dành cho chị nào mặc size 27 này. Size 27 mã số 10 ạ. Có co giãn các chị nhá. Size 27 mã số 10 có co giãn nhá. Có co giãn này, độ co giãn rất là cao luôn. Chất các chị ok luôn nhá. Em đảm bảo với các chị này. Mã số 10. Mã số 10 nhá. Mã số 10 size 27. Mã số 10 size 27 nhá. Mã số 10 ạ. Em sang mã tiếp theo này. Sang mã tiếp theo nhá. Em có mấy mã quần bò chun này, chất cũng rất đẹp này. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Em có mấy mã quần bò chun này. Mã số 105 nhá. Hôm qua ra mã quần bò chun nào hết mã đấy này. Bây giờ còn đúng 3 cái này. Mã số 105 dành cho chị nào mặc size 29 nhá. Size 29 mã số 105 này. Size 29 mã số 105 nhá. Một em quần bò chun các chị nhá. Quần bò chun này. Size 29 mã số 105 giùm em. Mã này rất là mới luôn nhá các chị nhá. Mã này rất là mới luôn này. Gấu của nó sắn gấu nhá các chị nhá.
Hôm qua ra mã chu nào là hết mã đấy này. Mã số 1. Mã số 105 size 29. Mã số 105 size 29 nhá. Chất cực đẹp luôn nhá các chị nhá. Quần chun. Mã số 105 size 29 giùm em nhá. Size 29 mã số 105 này. Anh em quần bò chun này rất là dễ mặc nha các chị nhá. Em sang mã quần bò chun màu đen này. Mã quần bò chun màu đen nhá. Em này không có dây nhá, chun không có dây này. Mã số 66. Mã số 66 dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Mã số 66 dành cho chị nào mặc size 27 này. Size 26 mặc cũng được nhá. Quần bò chun rất dễ mặc các chị nhá. Mã số 1 à mã số 66. Mã số 66 nhá các chị nhá. Mã số 66 này có rách gấu nhá. Em này có rách gấu này. Mã số 66 ạ. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Chấm bài cho em biết với ạ. Sang mã quần chun này. Mã này rất là đẹp luôn. Đây nhá. Mã này rất là đẹp luôn này. Chất rất là mềm luôn nhá. Mã số 72 nhá. Mã số 72. Mã số 72 các chị nhá. Mã số 72 này dành cho chị nào mặc size 28 giùm em nhá. Size 28 mã số 72 đằng sau của nó đây ạ. Đằng sau đây nhá. Mã số 72 size 28 nhá. Một em quần bò chun vải mềm nhá các chị nhá. Mã số 72, mã số 72 nhá. Em sang những mã tiếp theo này. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em ạ. Chấm bài tăng độ tương tác lên với em nhá. Sang mã tiếp theo mã số 22 nhá. Mã số 22 dành cho chị nào mặc size S này. Size S mã số 22 giùm em nhá. Size S mã số 22 này. Mã số 22 dành cho chị nào mặc size S nhá. Đằng sau của nó đây này. Chất bò mài rất là đẹp luôn nhá. Mã số 22 dành cho chị nào mặc size S nhá. Em này có co giãn nhá. Gấu của nó đây này. Mã số 22 nhá. Có co giãn này. Độ co giãn rất là cao luôn này. Mã số 22. Em sang một mã tiếp theo này. Em này chất rất là đẹp luôn nhá. Em này không co giãn nhá. Em này không co giãn này. Mã số 50 nhá. Mã số 50 một em dáng môi không co giãn nhá. Mã số 50 dáng môi không co giãn này. Dành cho chị nào mặc size. Dành cho chị nào mặc size 26 nhá. Size 26 nhá. Size 26. Mã số 50 size 26 này. Có rách nhá các chị nhá. Đằng sau đây ạ. Mã số 50 size 26 nhá. Mã số 50 size 26 này. Em sang mã tiếp theo này. Một em quần bò giãn nữa nhá. Một em quần bò dáng bo co giãn này. Co giãn nhá các chị nhá. Mã số là 17 này. Mã số 17 dành cho chị nào mặc size 20. Dành cho chị nào mặc size 28, 29 nhá. 29 mã số 17 nhá. Mã số 17 size 29. Mã số 17 size 29 các chị nhá. Em này có co giãn nhá. Có co giãn này. À, chị Dung Nguyên ơi em ở 49 Đặng Văn Ngữ nhá. Em ở 49 Đặng Văn Ngữ Đống Đa Hà Nội nhá. Mã số 17 nhá. Mã số 17 size 29 này có co giãn nhá. Có co giãn này các chị ơi, chất rất là đẹp luôn nhá. Chất rất là đẹp luôn này. Mã số 17 size 29. Em sang mã tiếp theo nhá. Sang mã tiếp theo một em quần bò đen này. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Mã số 9 nhá. Mã số 9 dành cho chị nào mặc size 28 này. Size 28 mã số 9 giùm em nhá. Size 28 mã số 9 này. Size 28 mã số 9 các chị nhá. Em này có co giãn này. Có co giãn nhá. Mã số 8 size 29. Có co giãn nhá các chị nhá. Đằng sau đây ạ. Đằng sau đây nhá. Độ mới rất là cao nhá các chị nhá. Em sang mã tiếp theo này. Sang một mã tiếp theo nhá. Một em quần bò co giãn nhá các chị nhá. Co giãn này. Mã số 57.
Mã số 57 dành cho chị nào mặc size 28 nhá. Size 28 mã số 57 giùm em nhá. Size 28 mã số 57 này. Mã số 57 size 28 em này có co giãn nhá. Em này có co giãn này. Mã số 57 size 28 các chị nhá. Size 28 mã số 57 này, độ co giãn rất là cao nhá. Sang một mã tiếp theo nhá. Em này rất là mới luôn nha các chị nhá. Mã số 63 này. Mã số 63. Mã số 63 các chị nhá. Mã số 63 này không rách không xước nhá. Bò mài không rách không xước này. Dành cho chị nào mặc size 20. Dành cho chị nào mặc size 28 nhá. Size 28 mã số 63 giùm em nhá. Mã số 63 size 28 các chị nhá. Size 28 mã số 63 em này chất rất là đẹp luôn. Em này chất rất là đẹp luôn nhá. Đằng sau đây này. Đấy. Mã số 63 size 28 các chị nhá. Mã số 63 size 28 phía dưới của nó đây này. Đấy. Sang một mã tiếp theo này. Sang một mã tiếp theo nhá. À, một mã dáng boy này. Dáng boy rách gấu nhá các chị nhá. Mã số 151 này. Mã số 151 dành cho chị nào mặc size S nhá. Size S mã số 151. 151 size S các chị nhá. Size S mã số 151 nhá. Đằng sau đây ạ. Mã số 151 size S này. Size S nhá, gấu của nó đây này. Mã số 151 size S. Các chị xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Em sang một mã tiếp theo 151 cho chị Ngọc Lan Trần này. Ok chị này. Các chị ơi chốt mã kèm số điện thoại giùm em nhá. Chốt mã kèm số điện thoại giùm em ạ. Inbox cho em địa chỉ nhá. À, 47 cân à. 47 cân. 47 cân thế thì chị chốt size M giùm em. 47 cân thì chị Ngọc Lan Trần ơi chốt size M giùm em nhá. Đây là size S. Đây là size S nhá chị nhá. Đây nhá, size S ạ. À. Chị chốt size M giùm em nhá chị Ngọc Lan Trần nhá. Đây này. Size này là size S mã số 151 nhá. Em sang mã tiếp theo này. Sang mã tiếp theo nhá. Mã này rách rất là nghịch luôn này. Mã số 140 nhá. Mã số 140 dành cho chị nào mặc size S tiếp này. Mã số 140 size S nhá. Mã số 140 size S chốt giùm em nhá. 140 size S các chị nhá. Em này có rách tua tua này rất là mốt luôn này. Mã số 140 size S đằng sau đây ạ. Size S nhá. Mã số 140 này. Em sang mã tiếp theo nhá. Sang mã tiếp theo này. Mã số 71 nhá. Mã số 71 dành cho chị nào mặc size M nhá. Size M này. Size M mã số 71 nhá. Mã số 71 size M. Size M các chị nhá. Em này không rách này. À, quần ống suông nhá. Mã số 71 size M này. Mã số 71 nhá. Size M các chị nhá. Sang một mã tiếp theo nhá. Sang một mã tiếp theo mã số 58 nhá. Mã số 58 dành cho chị nào mặc size 27 này. Size 27 mã số 158 các chị nhá. Size 27 mã số 158. Một em quần ống rộng nhá. Mã số 158. Nhầm. Mã số 58 các chị nhá. Mã số 58 size 27 nhá. Mã số 158 size 27 nhá các chị nhá. 158 size 27 ạ. Size M nhá các chị nhá. Đây ạ, chất rất là đẹp luôn nhá chị nhá. Chất rất là đẹp luôn này. Mã số 158 size 27. 158 size 27 nhá. Sang một mã tiếp theo này. Sang một mã tiếp theo một em quần bò co. Quần này có co giãn nhưng mà co giãn ít nha các chị nhá. À, dành cho chị nào mặc size 27 này. Dành cho chị nào mặc size 27 mã số 65 giùm em nhá. Mã số 65 size 27 nhá. Mã số 65 size 27 này. Size 27 mã số 65 các chị nhá.
Mã số 65 size 27. Em sang một mã tiếp theo này. Một mã boy rất là đẹp luôn nhá. Độ mới rất là cao luôn này. Mã số này dành cho chị nào mặc size S thôi. Dành cho chị nào mặc size S nhá. 40 43 cân đổ lại là mặc vừa nhá. Mã số 1 giùm em này. Mã số 1 giùm em nhá. Một em dáng boy rất là đẹp luôn nhá. Độ mới rất là cao luôn, còn mới nguyên đấy ạ. Mã số 1 giùm em. Mã số 1 dành cho chị nào mặc size S nhá. Size S các chị mặc 43 cân đổ lại giùm em nhá. 44 cân đổ lại mặc giùm em này. Mã số 1 size S. Mã số 1 size S nhá, các chị nhìn chất của nó này. Mã số 1 size S, bật cái quạt lên. Sang mã tiếp theo này. Đưa những cái quần ở kia này. Sang mã tiếp theo nhá các chị nhá. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Mã này là mã dành cho chị nào mặc size 27 này. Size 27 các chị nhá. Size 27. Mã số size 27, mã số 171 nhá. Mã số 171. 171 size 27 các chị nhá. Mã số 171 size 27. 171 size 27 nhá. Chốt cho chị Ngọc Lan Trần, chị mặc cái đấy không vừa. Mã số 171 size 27 này. Em sang mã tiếp theo này, các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em ạ. Sang mã tiếp theo nhá. Em này có co giãn này, em này có co giãn nhá. Độ co giãn rất là cao này, chất rất là đẹp luôn nhá. Mã số 20 này. Mã số 20 nhá, mới mở kiện ra nên là nó nhăn nhá. Về giặt nó hết hết nhăn nhá các chị nhá. Mã số 20 này rất là đẹp luôn, chất rất là đẹp luôn mà màu lạ nhá. Màu nó hanh hanh không biết các chị có nhìn thấy không này, nhưng mà nó hanh hanh, nó bạc xong rồi nó hanh hanh màu màu tím tím rất là đẹp luôn. Mã số 20 nhá. Mã số 20 dành cho chị nào mặc size S nhá. Size S mã số 20 này, em này độ co giãn rất là cao luôn này. Size S mã số 20 nhá. Lưng cao nhá, lưng cao. Ai thích comment cho em mã số 20 size S này. Sang một mã tiếp theo nhá. Sang một mã tiếp theo nhá. Mã số 100 nhá. Mã số 100 này. 100 các chị nhá. Mã số 100 dành cho chị nào mặc size 28 nhá. Size 28 mã số 100 nhá. Chất rất là đẹp luôn. Co giãn nhá các chị nhá. Co giãn này. Mã số 100 size 28 của men nhá. Size 28 mã số 100 nhá. Gấu của nó đây này. Em sang một mã tiếp theo này. Sang một mã tiếp theo, độ mới rất là cao luôn này. Mã số 2. Mã số 2 các chị nhá. Mã số 2 dường như em này còn mới nguyên luôn. Mã số 2 này. Mã số 2 dành cho chị nào mặc size. Dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Size 27 mã số 162 giùm em nhá. 162 size 27 ạ. Mã số 162 size 27 nhá. Em này độ co giãn rất là cao luôn này. Mã số 162 size 27 giùm em nhá. Còn mới nguyên luôn nhá các chị nhá. Mã số 162 này, size 27, size 27 nhá. Mã số 162 này, gấu bình thường nhá các chị nhá. Sang một mã tiếp theo nhá. Mã số 25 nhá. Mã số 25 này. Mã số 25, em này có co giãn nhá. Có co giãn này. Mã số 25 rất là mốt luôn nhá. Dành cho chị nào mặc size 27 này. Size 27 mã số 25 giùm em nhá. Em này rất là nạ luôn. Mã số 25 size 27 các chị nhá. Mã số 25 size 27 ạ. Màu rất là nạ luôn nhá. Màu của nó rất là nạ luôn này. Mã số 25 size 27 gấu đây ạ. Em sang mã tiếp theo này. Quần Becky xanh size 27. Có nhá chị nhá, có nhiều. Em sang mã tiếp theo này. Quần chun à, quần chun đây.
Quần chun đây chị nhá, quần chun đây này, hôm qua em ra mã quần chun nào là hết mã đấy này. Đây hôm nay còn đúng 3 mã quần chun này. Mã quần chun số 72 nhá. Mã 72 này, mã 72 dành cho chị nào mặc size 27 28 đều vừa nhá. Mã số 72. Mã số 72 các chị nhá. Em này độ mới rất là cao luôn, chất rất là đẹp luôn nhá. Mã số 72 này, size 27 28 đều mặc vừa nhá. Mã số 72. 72 cho chị Nguyễn Thị Duyên này. Ok chị này, các chị ơi chốt mã kèm số điện thoại giùm em nhá. Chốt mã kèm số điện thoại giùm em ạ. Quần chun xanh size 27. Quần chun thì em chỉ còn mấy mã này thôi. Hôm qua bán hết rồi. Đây nhá, đợt này về mẫu quần chun nào cũng rất là đẹp luôn, nên là hôm qua các chị chốt sạch rồi. Đây nhá, mã này là mã số 105 nhá. Mã số 105 dành cho chị nào mặc size 27. Size 27 28 đều vừa này. Mã số 105 các chị nhá. Mã số 105, 105 size. 105 size 27 28 đều vừa nhá các chị nhá. Chất rất là mới luôn, rất là đẹp luôn nhá. Rất là đẹp luôn. Mã số 105. Chị Nguyễn Thị Quyên ơi, chị Nguyễn Thị Duyên ơi, cho em số điện thoại nhá. Các chị inbox địa chỉ giùm em này. Cho em số điện thoại em mới chốt đơn nhá. Mã số 105 này, 105 nhá. Em đã ghim giá phía dưới rồi nhá chị ơi, mở kiện đầu nhá. 330k của em này. Chất đảm bảo đẹp luôn nhá. Mã số 105. 105 các chị nhá. 105 này, chị Minh Hằng có chốt 105 thì comment cho em này. Em sang mã tiếp theo này. Một mã tiếp theo nhá. Một em boy jack có lưới nhá. Boy jack có lưới này, dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Size 27. Cái này size 28. Size 28 các chị nhá. Size 28 này. Mã số là 173 giùm em nhá. Mã số 173 size 28 nhá. Mã số 173 size 28 các chị nhá. Chất thì cực đẹp luôn, em đảm bảo các chị luôn nhá. Mã số 173 size 28. Vâng ạ. Chị Lâu Trần 105. Vâng chị Lâu Trần nhá. Em sang mã tiếp theo này. Các chị chốt mã kèm số điện thoại giùm em nhé. Không có số điện thoại em không chốt đơn được đâu ạ. Inbox cho em địa chỉ luôn nhá. Nguyễn Thị Duyên. Chị Nguyễn Thị Duyên cho em số điện thoại đi ạ. Em sang mã tiếp theo nhá. Sang mã tiếp theo này. Một em quần bò co giãn nhá. Co giãn này, độ chun rất là cao luôn. Đây nhá. Đây em này, em này thì hơi co giãn thôi, không có độ co giãn nhiều. Mã số 23 nhá. Mã số 23 này. Mã số 23. Mã số 23 nhá. Dành cho chị nào mặc size 27. Size 27 mã số 23 giùm em nhá. Mã số 23 size 27 này. Đằng sau đây ạ. Đây nhá. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Em sang mã tiếp theo này. Em còn một em quần chun này nữa này, quên này. Còn một em quần chun màu đen này nữa nhá. Dành cho chị nào mặc size, dành cho chị nào mặc size 27 này. Size 27 nhá. Ai mặc size 26 cũng bon chen được dáng này này. Em này có sách gấu nhá. Ok chị Nguyễn Thị Duyên này. Em này có sách gấu nhá các chị nhá. Có sách hai gấu này. Mã số là 66 nhá. Mã số là 66 dành cho chị nào mặc size 26, size 27 đều vừa nhá. Mã số 66 nhá. Quần chun nhá các chị nhá. Quần chun này. Mã số 66. Mã số 66 các chị nhá. Em sang mã tiếp theo nhá. Em chào chị Nam Hoàng. Mã số tiếp theo, mã số 21 này. Mã số 21 nhá. Mã số 21 dành cho chị nào mặc size 20. Size 28 này. Size 28 mã số. Mã số 21 nhá. Mã số 21 size 28 này. Em này có co giãn nhá các chị nhá, nhưng độ co giãn ít.
Mã số 60, mã số 21, size 28 giùm em nhá. Nào, nay rồi để xin ra để kia thì biết thế nào. Em sang mã tiếp theo này. Sang mã tiếp theo nhá. Dành cho chị nào mặc size, dành cho chị nào mặc size 20, 28 giùm em nhá. Size 28 này, mã số 41 nhá. Mã số 41 size 28 này. Mã số 41 size 28 đằng sau của nó đây ạ. Đằng sau đây nhá. Mã số 41 size 28. Mã số 41 size 28 ạ. Em sang mã tiếp theo này. Sang mã tiếp theo nhá. Một em dáng boy nhá. Mã số 35 này. Mã số 35 dành cho chị nào mặc size 26 này. Size 26 mã số 35 nhá. Mã số 35 size 26 giùm em nhá. Size 26 mã số 35 nhá. Màu xanh đậm ạ, đằng sau của nó đây ạ. Mã số 35 size 26 giùm em nhá. Chất đảm bảo là đẹp nhá các chị nhá. Em sang một mã tiếp theo này. Chị Nguyễn Thị Duyên, con mừng Xuân Thanh là gì ạ? Tên chị là Xuân Thanh nhá. Em sang một mã tiếp theo này. Sang một mã tiếp theo nhá. Mã số 102 này. Mã số 102 dành cho chị nào mặc size 26 này. Size 26 mã số 102 nhá. Em này có sắn gấu này. Mã số 102. Chị ơi, chị Lan Hoàng ơi, chị inbox này em không trả lời được chị đâu nhá. Comment trực tiếp lên đây cho em ạ. Hỏi thì em mới trả lời được cho chị nhá. Em sang mã tiếp theo, mã số 102 này. 102 dành cho chị nào mặc size 26 nhá. Size 26 mã số 102 giùm em này. 102 cho chị Minh Thư này. Các chị đặt mã kèm số điện thoại giùm em nhá. Inbox cho em địa chỉ luôn ạ. Sang mã tiếp theo này. Chị Minh Duyên ơi, chị comment Xuân Thanh là tên của chị là Xuân Thanh nhỉ? Sang mã tiếp theo, mã số 113 nhá. Mã số 113 này. 113 các chị nhá. À chị Thư Minh ơi, những cái mã boy này, những cái mã boy này là không có độ co giãn đâu nhá. Mã boy mà có độ co giãn thì là những giống như là cái hàng Quảng Châu ấy, mặc vài bữa là nó không nó bay ra ấy, nó không ấy được đâu ạ. Nhưng mà những cái quần này chị mặc thoải mái nhá. À tặng bạn à. Ok chị Nguyễn Thị Duyên nhá. Em sang mã tiếp theo này. Sang mã tiếp theo, mã số 113 nhá. Mã số 113 này. 113 các chị nhá. 113 dành cho chị nào mặc size 20, size 28 nhá. Size 28 mã số 113, cái này cho chị Thư Minh này. Size 28 mã số 113 nhá. 113 đằng sau của nó đây nhá. Chị nào mặc size 28 chốt giùm em này. Mã số 113 size 28 các chị nhá. Size 28 mã số 113. Em sang mã tiếp theo này. Có chị xem quần co giãn. Vâng ạ, à, ok chị Nguyễn Thị Duyên nhá. Em lên quần co giãn ngay ạ. Em sang một mã yếm này này. Có chị nào thích quần yếm không? Em đảm bảo mã quần yếm này chất cực đẹp luôn. Chất cực đẹp luôn nhá. Miễn chê luôn này. Mã số 1 thùm em dành cho chị nào mặc size L nhá. Dành cho chị nào mặc size N, mã số 1 một em quần yếm này nhá. Cực đẹp luôn. Chị Thư Minh không cho em số điện thoại, em không chốt đơn được đâu chị Thư Minh ơi. Em sang mã này, quần yếm này. Có ai thích mã quần yếm không ạ? Dành cho chị nào mặc size N nhá. Dành cho chị nào mặc size N này. Mã quần yếm rất là đẹp luôn nhá. Mã số 1 giùm em ạ. Mã số 1 nhá. Đằng sau của nó đây này. Mã số 1 các chị nhá. Em sang những mẫu co giãn này. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Xem like chia sẻ bài giúp em với ạ. Em sang những mẫu co giãn nhá. Mẫu này đảm bảo là mới 100% luôn, rất là đẹp luôn này. Mã số 2 giùm em nhá. Mã số 2 này. Mã số 2 nhá. Có co giãn này. Có co giãn nhá.
Mã số 2 dành cho chị nào mặc size 20. Dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Size 27 mã số 2 giùm em này. Size 27 mã số 2 giùm em nhá. Em này độ mới rất là cao luôn, hình dường như là còn mới nguyên luôn nhá. Mã số 2 size 27 các chị nhá. Mã số 2 size 27 này. Rất là mới luôn nhá. Em sang mã tiếp theo nhá. Sang mã tiếp theo này. Mã tiếp theo là mã số 159 nhá. Mã số 159 này. 159 các chị nhá. Mã số 159 dành cho chị nào mặc size 20. Size 27 nhá. Size 27 mã số 159 này. Mã số 159 size 27 giùm em nhá. 159 em này không có giãn. Mã số 159 size 27. Vất những cái mẫu quần có giãn. Đẹp ở kia. Em sang một mã tiếp theo này. Sang một mã tiếp theo nhá. Mã số 17 nhá. Mã số 17 này co giãn nhá các chị nhá. Em này co giãn nhá, độ co giãn rất là cao luôn này. Mã số 17 dành cho chị nào mặc size 29. Size 29 mã số 17 nhá. Em này độ co giãn rất là cao luôn nhá. Mã số 17 size 29 các chị nhá. Size 29 đằng sau đây ạ. Mã số 17 size 29 giùm em này. Mã số 17 size 29 các chị nhá. Chất cực đẹp luôn nhá các chị nhá. Gấu bình thường. Sang mã tiếp theo này. Một cái này thì cởi được gì. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Em sang mã tiếp theo này. Mã số 172 nhá. Mã số 172 này. 172 các chị nhá. Có sách ở đây nhá. Có sách ở đây này. Mã số 172. 172 dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Size 27 mã số 172 nhá. Em này có co giãn nhá. Có co giãn này. Độ co giãn rất là cao luôn này. Mã số 172 size 27 nhá. Mã số 172 size 27 các chị nhá. Chất rất là đẹp luôn ạ. 172 size 27 ạ. Ai thích thì chốt mã 172 size 27 giùm em này. Em sang một mã tiếp theo này. Sang một mã tiếp theo mã số 104 nhá. Mã số 104 này. 104 một em quần ống 7 các chị nhá. Quần ống 7 này. 172 cho chị Ngọc Lan Trần kìa. Các chị ơi chốt mã kèm số điện thoại giùm em nhá. Các chị không cho số điện thoại em không chốt đơn được đâu ạ. Chị Minh Thư cho em số điện thoại nhá. Em sang một mã quần ống 7 nhá. Một mã quần ống 7 này. Cho xem lại gấu quần à. Gấu quần đây nhá chị ơi, gấu quần đây. Gấu quần của nó như thế này nhá. Đây ạ. Em sang mã tiếp theo này. Sang mã tiếp theo mã số 104 nhá. Mã số 104 một em quần ống 7 này. Quần ống 7 các chị nhá. Mã số 104 dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Size 27 mã số 104 em này có co giãn nhá. Có co giãn này. Mã số 147 à 104 size 27. Size 27 mã số 104. Sang một mã tiếp theo này. 104 cho chị Nguyễn Thị Duyên này. Chị Ngọc Lan Trần có ok không thì cho em số điện thoại nhá. Không có số điện thoại em không chốt đơn được đâu ạ. Chị Minh Thư cũng cho em số điện thoại luôn nhá. Các chị ơi, em lên mã tiếp theo này. Em này chất cực đẹp luôn nhá. Mã số là 64 nhá. Xem này. Chị Nguyễn Minh Duyên ơi, chị xả mã này nhá. Nguyễn Thị Duyên. Ok, chị Ngọc Lan Trần này. Đây nhỉ, mã chun này, mã quần chun nhá. Rất là dễ mặc luôn nhá. Mã số 72 này.
Mã số 721 em quần chun nhá. Dành cho chị nào mặc size 27. Size 27 mã số 72 nhá. Mã số 72 size 27 này. Ai thích thì chốt giùm em nhá. Mã quần chun nhá. Quần chun này rất là đẹp luôn nhá các chị nhá. Rất là dễ mặc luôn này. Mã số 72 size 27 giùm em nhá. Sang mã tiếp theo nhá. Sang một mã tiếp theo này. Có ai thích mã quần chun không này, chất cực đẹp luôn. Dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Mã số 105 này. Mã số 105 size 27 giùm em này. 105 size 27 nhá. Mã số 105 size 27 các chị nhá. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Đằng sau của nó đây này. Mã số 105 size 27. Em sang mã này này. Mã số 64 nhá. Mã số 64 dành cho chị nào mặc size 27. Size 27 mã số 64 này. Size 27 mã số 64 nhá. Em này chất cực đẹp luôn, co giãn rất là cao luôn này. Mã số 64 này, size 27 nhá. Size 27 mã số 64. Đằng sau đây. Đằng sau đây ạ, rất là đẹp nhá. Gấu đây nhá các chị nhá, gấu đây. Sang một mã tiếp theo này. Sang một mã tiếp theo nhá. Mã số 111 này. Mã số 111 dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Size 27 mã số 111 nhá. Quần chun nhá các chị nhá. Quần chun co giãn này. Quần co giãn nhá. Mã số 64 cho chị Ngọc Lan Trần. Ngọc Lan Trần có đơn nhá. Em sang mã tiếp theo này. Sang mã tiếp theo mã số 111 nhá. Mã số 111 dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Size 27 mã số 111 này. 111 size 27 các chị nhá. Có co giãn nhá. Có co giãn này. Mã số 111 size 27. Em sang mã tiếp theo này. Mã này chất cũng rất là đẹp này. Mã số 117. Mã số 117. Một em quần ống vẩy các chị nhá. Quần ống vẩy này. 111 cho chị Ngọc Nguyên Hồng này. Mã kia kìa. Mã số 117 các chị nhá. Mã số 117. Một em quần ống vẩy có rách gấu nhá. Quần ống vẩy có rách, có rách gấu nhá. Có co giãn nhá. Có co giãn này. Mã số 117 dành cho chị nào mặc size S nhá. Size S mã số 117. 117 size S các chị nhá. Đằng sau đây ạ. 117 size S giùm em nhá. Quần ống vẩy nhá. Quần ống vẩy ạ. Em sang mã tiếp theo này. Mã số là 116 nhá. Mã số là 116 này. Em này rất là lạ luôn nhá. Rách nó đã thêu vào đây rồi này. Mã số 116. 116 các chị nhá. 116 dành cho chị nào mặc size. Dành cho chị nào mặc size 26 này. Size 26 mã số 116 nhá. 116 size 26 đằng sau đây ạ. Mã số 116 size 26 các chị nhá. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Em sang mã tiếp theo. Một em quần co giãn tiếp này. Một em quần co giãn dành cho chị nào mặc size 117. 117 eo 70 vừa không à? Chị Nguyễn Thủy ơi, 60 cân 60 cân vừa không em? 26. Mã 26 á? 26 là mã nào? 117 đâu? Các chị ơi chờ em nhá, đưa mã 117 lên cho nào. Mã 117 này eo 70. Eo 70 à, đưa cho em cái thước đây nè. Ôi eo 70 thì vừa chị ơi. Eo 70 vừa nhá. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Xem like chia sẻ bài giúp em ạ. Mã số 117 này eo 70 là đảm bảo là vừa nhá. Chị Ngọc Lan Trần ơi, đảm bảo là vừa nhá. Đây ạ, à, có ok thì chốt mã 117 cho em này. Quần ống vẩy nhá.
Mã số 117. Eo 70 đảm bảo là vừa luôn. Em sang mã tiếp theo này. Mã số 179 nhá. Mã số 179 chị Nguyễn Thủy hỏi size 26 hay là mã 26 đấy em. Chốt 117 chị Ngọc Lan Trần này. Em sang mã tiếp theo này. Đây. Đặt người ta ghi số điện thoại ở kia bên này, ghi mã ở đây. Mã số mã 26 à? Tìm mã 6 vứt đây cho em nào. Mã số 179 nhá. Mã số 179 này. Mã số 179 dành cho chị nào mặc size S nhá. Size S mã số 79. À mã số 179. 179 size S các chị nhá. 179 size S này. 179 size S nhá. Có sách gấu, có co giãn các chị nhá. Ai thích comment cho em mã số 179 này. Chị chị 179 cho chị Bùi Thị Vân. Các chị ơi chốt mã kèm số điện thoại giùm em nhá. Chị Nguyễn Thủy ơi, chị mã 26 em hình như là em chưa like mà. Chị có nghe nhầm không? Mã 26 em chưa like đâu chị Nguyễn Thủy ơi, chị có nghe nhầm không? 179 đây là 179. Cái gì? Em sang một mã tiếp theo này. Mã số 122 nhá. Mã số 122 này. À cái theo ấy, cái theo. Cái xanh theo kìa. Đấy ở tay trên đấy đấy. Cái dưới. Cái đấy có gì? Cái này là mã số 116 nhá chị ơi. Phải cái này không ạ? Mã số 116 nhá. 116 nhưng mà chị comment là 60 cân à? 60 cân thì không vừa đâu chị ơi, cái này là sai. Cái này nó không co giãn đâu. Chị Nguyễn Thủy ơi, 60 cân thì không vừa đâu nhá. 60 cân chị chọn mã co giãn giùm em. Mã co giãn mà size 29 nhá. Size 29 30 ấy. Em sang mã tiếp theo này. Mã số 122 nhá. Mã số 122. 122 nhá. Dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Size 27 mã số 122 giùm em này. Mã số 122 size 27 nhá. Em sang mã tiếp theo này. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em ạ. Em sang mã tiếp theo mã số 153 nhá. Cái này chất rất đẹp luôn này. Mã số 153 nhá. 153 dành cho chị nào mặc size 153 dành cho chị nào mặc size 27 này. Size 27 mã số 153 giúp em nhá. Em này có co giãn nhá. Có co giãn này. Mã số 153 size 27 nhá. 153 size 27 này. Em sang một mã tiếp theo nhá. Sang một mã tiếp theo này. Mã số 157 nhá. Mã số 157 dành cho chị nào mặc size S nhá. Size S mã số 157 này có rách gấu các chị nhá. Mã số 157 size S. Vẫn chưa mở giày hả em? À giày giày có lẽ là chưa lay em nai nhá, chưa lay nai này. 1,5 nhá chị mèo không ăn cá ơi. Mã số 157 nhá. Mã số 157 này. 157 các chị nhá, rách gấu nhá. Mã số 157 dành cho chị nào mặc size S nhá. Size S mã số 157 này. Em sang mã tiếp theo này. Sang mã tiếp theo nhá. Sang một mã quần co giãn nữa này. Mã quần co giãn mã số 125 nhá. Mã số 125. Em này co giãn ít nhá các chị nhá. Có co giãn nhưng mà ít thôi. Mã số 125 dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Size 27 mã số 125 giùm em này. Mã số 125 size 27 các chị nhá. 125 size 27 này. Đằng sau đây ạ. Đây nhá. Mã số 125 size 27. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Em sang mã tiếp theo này. Mã số 29 nhá. 125 cho chị mèo không ăn cá. Mã số 29 này. Mã số 29 nhá. Mã số 29 dành cho chị nào mặc size S nhá. Size S
Mã số 29 giùm em nhé. Mã số 29 size S này. Size S các chị nhá. Mã số 29. 125 đồng. Em sang một mã tiếp theo này. Sang một mã tiếp theo nhá. Em này dường như là còn mới nguyên luôn. Mã số 194 này. Mã số 194 các chị nhá. Mã số 194. Em này độ qua giãn ít nhá. Dành cho chị nào mặc size 27 này. Size 27 mã số 194 giùm em nhá. 194 size 27 ạ. Mã số 194 size 27. Đằng sau đây ạ. Mã số 194 size 27 các chị nhá. Size 27 mã số 194 này. Em sang mã tiếp theo này. Sang mã tiếp theo nhá. Mã số em này chất rất là đẹp luôn nhưng mà không qua giãn các chị nhá. Mã số 47 này. Mã số 47 ạ. Mã số 47 nhá. Dành cho chị nào mặc size S nhá. Size S mã số 47. Đằng sau đây ạ. Đằng sau này nó có túi, nó thiết kế như này rất là đẹp luôn này. Đấy. Mã số 47. Mã số 47 dành cho chị nào mặc size S ạ. Size S các chị nhá. Size S mã số 47 này. Em sang mã tiếp theo này. À, có lưng cao, có lưng cao nhé chị Thu Hồng ơi. Em sang một mã tiếp theo nhá. Mã số 24 nhá. Mã số 24 này. Một em dáng boy nhá. Dáng boy mã số 24. Dành cho chị nào mặc size 20. Dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Size 27 mã số 24 giùm em nhá. Mã số 24 size 27 này. Mã số 24 size 27 các chị nhá. Em sang mã tiếp theo nhá. Mã tiếp theo mã số 144. Mã số 144 dành cho chị nào mặc size 28 nhá. Mã số 144 size 28 nhá. Em này có co giãn nhá. Có co giãn này. Độ mới rất là cao luôn. Mã số 144 size 28 giùm em nhá. Size 28 mã số 144. 144 nhá. Đằng sau đây ạ các chị ơi. Mã số 144 này. Size 28 nhá. Size 28 các chị nhá. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Xem like chia sẻ bài giúp em ạ. Chấm bài cho em biết với nhá. Tăng độ tương tác lên mấy em này. Em lên một mã quần nâng cao này. Quần nâng cao nhá. Em này không co giãn nhá. Dành cho chị nào mặc size S. Dành cho chị nào mặc size S này. Size S các chị nhá. Quần ống rộng. Quần ống rộng size S. Mã số 93. Mã số 93 nhá. Em này nâng rất là cao luôn. Mã số 93 size S này. Mã số 93 size S. Quần ống rộng nhá. Những cái quần này các chị phối với áo bó dân bên trong mặc rất là đẹp luôn. Sang một mã tiếp theo này. Sang một mã tiếp theo. Mã số 84 nhá. Mã số 84 các chị nhá. Mã số 84 này. Dành cho chị nào mặc size S này. Size S mã số 84. Nâng cao nhá. Nâng cao. Mã số 84 size S các chị nhá. Size S mã số 84 này. Em sang mã tiếp theo này. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Em sang mã tiếp theo mã số 148 nhá. Mã số 148 này vải bò mềm các chị nhá. Mã số 148 dành cho chị nào mặc size S nhá. Size S mã số 148 một em vải bò mềm nhá. Mã số 148 size S. Sang một em mã tiếp theo này. Mã số 85 nhá. Mã số 85 dành cho chị nào mặc size 29 này. Size 29 mã số 85 nhá. Mã số 85 size 29 nhá. Size 29 mã số 85 này. Em này có co giãn nhá. Em này có co giãn này. Mã số 85 size 29 các chị nhá. Có co giãn nhá. Có co giãn ạ. Mã số 85 size 29. Size 29 mã số 85 này. Ai thích chốt mã
kèm số điện thoại giùm em nhá. Các chị xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Em sang một mã tiếp theo này. Sang một mã tiếp theo nhá. Một em quần ống suông nhá, em này không co giãn nhá. Mã số 11 này. Mã số 11 các chị nhá. Mã số 11. Mã số 11. Bụng 82 mặc size gì? Bụng 82 chị mặc size 28 cho em nhá. Ê, nhầm. À đúng rồi, mặc size 28, bụng 82 mặc size 28 cho em nhá. Em sang mã tiếp theo nhá. Sang mã tiếp theo đây nhá. Size 28, mã số 11 nhá. Mã số 11. Em sang một mã tiếp theo này. Mã tiếp theo nhá. Mã số 136 nhá. Mã số 136 này. 136 dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Size 27 mã số 136 giùm em nhá. 136 size 27. Em này màu rất là ấy luôn này, mốt luôn này. Mã số 16 136 136 size 27 nhá. Size 27 mã số 136 giùm em này. Em sang một mã tiếp theo nhá. Sang một mã tiếp theo mã số 113 nhá. Mã số 113 này. 113 dành cho chị nào mặc size 28. Size 28 mã số 113 các chị nhá. 113 size 28 này. Size 28 mã số 113 của em nhá. Em sang mã tiếp theo này. Sang mã tiếp theo nhá. Mã số, em này còn có cả dây lưng nhá. Mã số 134 này. Mã số 134 các chị nhá. Lưng cao nhá. Lưng cao này còn có cả dây lưng luôn này. Mã số 134 dành cho chị nào mặc size 27. Size 27 mã số 134 nhá. Có cả dây lưng này, có cả dây lưng nhá. Lưng cao các chị nhá. Lưng rất là cao luôn này. Mã số 134. 134 nhá. 134 size 27 giùm em nhá. Size 27 mã số 134. Em sang mã tiếp theo này. Em sang mã tiếp theo nhá. Mã số 190 này. Mã số 190 nhá. 190 size 27 giùm em nhá. Size 27 mã số 190 này. 190 size 27 giùm em này. Sang một mã không co giãn tiếp nhá. Mã số 154 này. Mã số 154 dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Size 27 mã số 154 này. Mã số 154 size 27 các chị nhá. Size 27 mã số 154 giùm em nhá. Em sang một em dáng boy này. Dáng boy vá lưới nhá. Mã số là 173 này. Mã số 173 các chị nhá. Mã số 173 dành cho chị nào mặc size 20. Dành cho chị nào mặc size 28 nhá. Size 28 mã số 173 giùm em nhá. 173 size 28 ạ. Size 28 mã số 173 này. Em sang một em co giãn này. Một em co giãn nhá. Mã số là 53 nhá. Mã số 53 dành cho chị nào mặc size S nhá. Size S mã số 53 giùm em này. Size S mã số 53 các chị nhá. Mã số 53 size S. Em này có co giãn nhá. Sang một mã co giãn tiếp này. Mã số 135 nhá. Mã số 135 dành cho chị nào mặc size S này. Size 26. Size 26 mã số 135 nhá. Mã số 135 size 26 nhá. Em này rất là đẹp luôn này các chị ơi. Đấy. Mã số 135 size 26 có co giãn này. Có co giãn nhá. Mã số 135 size 26 có co giãn các chị nhá. Có co giãn này đằng sau đây ạ. Chất đảm bảo đẹp nhá các chị nhá.
150 các chị nhá. 150 dành cho chị nào mặc size, dành cho chị nào mặc size 28 nhá. Size 28 mã số 150. Size 28 mã số 150 này. 150 size 28 các chị nhá. Chất rất là đẹp nhá. Mã số 150 size 28. Gấu đây ạ. 150 size 28 các chị nhá. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Em sang một mã tiếp theo này. Mã số 137 nhá. Mã số 137 một em quần ống suông nhá. Mã số 137 dành cho chị nào mặc size 20, size 26, size 26 mã số 137. 137 size 26 các chị nhá. 137 size 26 ạ. Chất cực đẹp nhá. Em này không co giãn này. Em sang mã tiếp theo, một em quần co giãn tiếp này. Một em quần co giãn tiếp nhá. Mã số 132 này. Mã số 132 dành cho chị nào mặc size 27. Size 27 mã số 132 các chị nhá. 132 size 27 này. 132 size 27 nhá. Có co giãn nhá. Có co giãn này. Em sang một mã tiếp theo nhá. Mã số 146 này. Mã số 146 các chị nhá. Em này chất đẹp này. Mã số 146 nhá. Có co giãn này. Có co giãn nhá. Mã số 146 dành cho chị nào mặc size 27 này. Size 27 mã số 146 dùm em nhá. Có sắn gấu các chị nhá. Mã số 146 size 27 có sắn gấu này. Có sắn gấu nhá. Mã số 146 size 27. Sang một mã tiếp theo, em này còn có cả dây lưng này. Đấy. Mã số 8 nhá. Mã số 8 dành cho chị nào mặc size 27 này. Size 27 mã số 8 em này còn có cả dây lưng các chị nhá. Dây lưng rất là đẹp luôn. Mã số 8 size 27 nhá. Mã số 8 size 27 này. Mã số 8 size 27 các chị nhá. Size 27 ạ. Mã số 8 này. Gấu của nó đây ạ. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Chấm bài tăng độ tương tác lên với em ạ. Em sang mã tiếp theo này. Mã số 131 này. Mã số 131 nhá. Em này không co giãn này. 131 dành cho chị nào mặc size 26 nhá. Size 26 mã số 131. 131 size 26 ạ. Size 26 mã số 131 giùm em nhá. Em sang mã tiếp theo này. Sang mã tiếp theo nhá. Em này rất là đẹp luôn này. Rất là đẹp nhá, có độ co giãn nữa này. Mã số 130 này. Mã số 130 nhá. Em này rất là đẹp luôn nhá các chị nhá. Mã số 130. 130 các chị nhá. Dành cho chị nào mặc size 26. Size 26 mã số 130 này. 130 size 26 các chị nhá. Em này chất đẹp này. Mã số 130 size 26. Sách gấu. Sang một mã tiếp theo này. Mã số 37 nhá. Mã số 37 co giãn nhá các chị nhá. Co giãn này. 131 em đo vòng bụng bao nhiêu? 130 chị ơi, phải 131 nhá. À đây 131 đây ạ. À. Con này đẹp nhỉ. Con size 26 ạ. Em đo vòng cho chị này. 131. Cái này size 27 mới được, 26 không được đâu chị ơi. Em mặc 26 thì rộng. Đây này. Mã số 130 này rất là đẹp luôn các chị ơi. Chị mua ché ra cho mình. Đây ạ. Đây nhá, 130 này. Giờ chị nào mặc size 27 thì chốt giùm em này. Bởi vì em này nó có độ co giãn nhá. Em này em mai em mới mặc size 26 thì lại rộng này. Em này có độ co giãn nên chị nào mặc size 27 thì chốt giùm em này. Size 27 chốt giùm em này nhá. Em này rất là đẹp luôn. Chất rất là đẹp luôn. Đang định vào mặc hơi rộng. Chất rất là đẹp luôn nha các chị nhá.
Em đo vòng mã số 131 cho chị này. Mã số 131 dành cho chị nào? Dành cho chị nào bụng 66. À đâu, em nhầm. 76 nhá. Bụng 76 nhá chị Bùi Thị Vân ơi. Bụng 76 77 là vừa này. À, có cái size 27 ống dài nào không em? Có nhá chị nhá. Ống này là ống dài đấy. Đấy là ống dài sắn lên đấy. Ống dài sắn gấu lên đấy chị ơi. Sắn gấu lên thì nó nạ hơn. Cái vừa lấy size 27 là ống dài đấy chị ạ. Cái vừa lấy size 27 là ống dài nhá chị Bùi Thảo Quyên ơi, lấy mã vừa lấy đi, em mai em mặc ấy rất là đẹp luôn. À, co giãn rất là cao luôn mà chất rất là đẹp luôn nhá. Mã số mã này co giãn này. Mã số 37 nhá. Mã số 37 dành cho chị nào mặc size S này. Size S mã số 37. Size S mã số 37. À, 131 cho chị Bùi Thị Vân này. Bắt đầu rồi. À, chị quần dài size 27 cho chị xem. Đây chị Bùi Thảo Nguyên ơi, cái mã này vừa lấy em mai mặc đấy. Đây, chị nào? Phải không? 131 đây. Cho chị Bùi Thị Vân. Mã này là quần ống dài đây này chị ơi. Size 27 mã này vừa lấy em mai em mặc lên đấy. Rất là đẹp luôn nhá. Quần ống dài này, đấy là cả chị, bọn em sắn gấu lên cho nó lạ đấy. Sắn gấu lên nó lại nhá, quần gấu của nó là gấu dài đây này. Bùi Thị Vân có đơn rồi. Đấy. Bùi Thị Vân có đơn rồi. Gấu này là gấu dài nhá chị nhá. Gấu này gấu dài này, chị Bùi Thảo Nguyên có chốt thì chốt mã dùm em này. Size 27 nhá. Đâu? Đúng rồi chị ơi. Anh Hoàng anh để đâu đấy chứ kìa. Mã này nó ghi size 26 nhưng mà em mai em mặc 26 thì em lại mặc rộng nên là các chị mặc size 27 là vừa, bởi vì em này co giãn rất là cao. Bởi vì nó co giãn có khác. À, màu sang một chút, màu này là sang mà chị. Em đảm bảo màu này nên rất là đẹp luôn. Em thích màu này này. Màu này mới là màu sang. Màu này mới là màu sang, màu đẹp. Sang ngoài rất là đẹp luôn nhá. Màu sáng một chút. Nhưng mà mẫu này thì rất là đẹp luôn. Ai mặc vừa size 27 thì chốt giùm em này. Độ co giãn rất là cao luôn. Mà chất rất là đẹp luôn. Kiểu dáng của nó cũng đẹp. Em sang mã tiếp theo này. Sang mã tiếp theo, một em quần co giãn nhá. Một em quần co giãn tiếp này. Mã số 163 nhá. Mã số 163 dành cho chị nào mặc size 27 này. Size 27 mã số 163 giùm em nhá. 163 size 27 em này có co giãn nhá. 163 size 27 này. 163 size 27 các chị nhá. Đằng sau đây này. Đấy, rất là đẹp luôn, chất rất là đẹp luôn nhá. Mã số 163 size 27. Thì em này để riêng em về em sửa. Em sang mã tiếp theo này. Sang mã tiếp theo là mã số 162 nhá. Mã số 162 này. 162 các chị nhá. 162. Em này có co giãn nhá. Độ co giãn rất cao này. Dành cho chị nào mặc size 26, size 26 mã số 162 nhá. 162 size 26 giùm em này. Mã số 162 size 26, chị nào mặc size 27 mà bụng nhỏ thì mon chan được cái quần này nhá. Bởi vì là quần co giãn, độ co giãn nó cao nhá. Mã số 162. 162. Em sang mã tiếp theo này. Sang mã tiếp theo, mã số 143 nhá. Mã số 143 dành cho chị nào mặc size S này. 143 size S các chị nhá. 143 size S. Size S mã số 143 này. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Sang một mã tiếp theo này. Sang một mã tiếp theo, em này rất là đẹp luôn nhá. Mã số 139 nhá. 139. Mã số 139 dành cho chị nào mặc size 26 này. Size 26 mã số 139 này. Dành cho chị nào mặc size 26 nhá. Em này cực đẹp luôn nhá các chị nhá. Em này cực đẹp luôn này, có hai viền này rất là mốt luôn nhá. Mà vẫn còn mới nguyên luôn. Mã số là 139 nhá. 139 dành cho chị nào mặc size 26. Size 26 mã số 139 này. Em sang mã tiếp theo nhá. Sang mã tiếp theo này, một em quần bò co giãn tiếp nhá.
Quần bò co giãn này, màu xám lông chuột nhá. Co giãn màu xám lông chuột này dành cho chị nào mặc size S nhá. Size 26. Size 26 này, mã số là 178 nhá. Mã số là 178. Em này chất cực đẹp luôn nhá. Còn có hiệu chờ leo ở đây này, các chị nhìn thấy không ạ? Hiệu chờ leo nhá. Đây này. Đấy. Dẹp hiệu chờ leo luôn. Mã số 139, đo bụng giúp chị. Cái trước mã suông hả em? Cái trước, cái trước. Vâng ạ, à, cái trước là mã suông nhá. Chị mèo không ăn cá vừa thì chốt mã này, em đảm bảo cực đẹp luôn này. Đây nhá. Em đảm bảo cái này chất cực đẹp luôn này. À, mã số là 139 nhá. Mã số 139 dành cho chị nào mặc size 26 thôi. Size 26, mã số 139 nhá. Em này không co giãn nhá. Ở đây nó ghi là size 27 nhưng mà em chỉ chốt 26 thôi. Em chỉ chốt cho chị nào mặc size 26 thôi bởi vì chất không co giãn nhá. Không co giãn, chị nào bụng to thì không mặc vừa đâu. Mã số 139 size 26 dùm em này. Chị mèo không ăn cá có chốt mã này không? Em đảm bảo là chất cực đẹp luôn này. À, em đo bụng mã số 178. 139 đo bụng giúp chị ạ. À? Đợi em một tí em đo bụng cho chị nha. Dành cho chị nào bụng 72 nhá. Bụng 72 73 là vừa này. Bụng 72 73 là vừa nhá. Bụng như em là vừa này. Đấy. Em mặc lửa chừng giữa 26 mới 27. Nên là bụng 72 73 đó, 72 73 như em là vừa này. Mã số 139 này bụng 72 73 nhá chị. Lưu Trần ơi, chị có lấy mã này không? Em đảm bảo cực đẹp luôn nhá. Đây nhá. Đảm bảo là chất này về không chê vào đâu được nhá. Mã số là 139 ạ. Em sang mã tiếp theo này. Có ai thích mã này không ạ? Hiệu chờ leo này các chị ơi. Quần này đúng quần hiệu luôn này, chờ leo nhá. 139 cho chị Ngọc Lan Trần. Mã kia kìa. Kẻ đấy. Mã này là mã số 178 nhá. Mã số 178 dành cho chị nào mặc size S này. Size S mã số 178. Quần này đúng hiệu nhá. Đúng hiệu Chanel này, các chị nhìn thấy không ạ? Đấy, Chanel nhá, Chanel này. Ai thích comment cho em mã số 178 này. Chị Ngọc Nguyên Hồng ơi, chị comment sau rồi em chốt 139 cho chị Ngọc Lan Trần rồi nhá. Em sang mã tiếp theo nhá. Sang mã tiếp theo này, mã số là 89 nhá. Mã số 89 này. Mã số 89 các chị nhá. Em này chất cũng đẹp này. Dành cho chị nào mặc size. Dành cho chị nào mặc size 26 nhá. Size 26, mã số là 89. Mã số là 89 nhá. Ơi lỗi ngược. Mã số là 98. Mã số 98 các chị nhá. Mã số 98 dành cho chị nào mặc size 26 này. Size 26, mã số 98 giùm em nhá. Em này chất cũng đẹp này. Mã số 98, size 26 các chị nhá. Size 26 này. Cái mẫu này đẹp tuyệt vời luôn mà. Mã số 130 này. Mã số 130 các chị nhá. Em này rất là đẹp luôn, chất co giãn này. Có rách gấu nhá, chất co giãn rất là cao này. Dành cho chị nào mặc size 27 này. Size 27, mã số 130 giùm em nhá. Mã số 130 size 27 các chị nhá. 130 size 27 ạ. Chị nào thích mã này cho số 130 size 27 này. Em sang mã tiếp theo này. Chị Lưu Trần ơi, 139 em chốt cho chị Ngọc Lan Trần rồi. 139 hết rồi nhá, chị chốt mã khác giùm em này. Em sang một mã này cũng đẹp này. Các chị ơi, mã này cũng đẹp nhá. Mã suông giống mã vừa lấy 139 này. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Em này có hai màu này, các chị nhìn rõ không ạ? Đấy. Độ mới rất là cao luôn nhá. Mã số 78 nhá. Mã số 78 dành cho chị nào mặc size 27 này. Size 27, mã số 78 nhá. Mã số 78 size 27 giùm em nhá. Em này cũng rất là đẹp luôn, chất cực đẹp luôn. Mã số 78 size 27 giùm em này. Size 27, mã số 78 nhá. Em này cũng dáng suông như dáng 139 đấy. Rất là đẹp luôn nhá.
mã số 78, size 27. Sang một mã tiếp theo này. Sang một mã tiếp theo, quần ống rộng các chị nhá. Quần ống rộng này, ống rộng nhá. Chị nào thích ống rộng thì chốt này. Mã số 115 nhá. Mã số 115 dành cho chị nào mặc size 27 này. Size 27, mã số 115, quần ống rộng các chị nhá. Quần ống rộng, mã số 115, 115, size 27. Em này còn nguyên cả mác này. Nguyên cả mác nhá. Mã số 115, size 27 nhá. Ai thích thì chốt cho em này. Quần ống rộng các chị nhá. Quần ống rộng này. Mã số 115, size 27 ạ. 115, size 27 các chị nhá. Em sang một mã tiếp theo này. Màu này rất là bụi luôn nhá. Màu này rất là bụi này. Mã số 6 này. Mã số 6. Mã số 6, một em quần ống suông nhá. Dành cho chị nào mặc size 27 này. Size 27, mã số, mã số 6. Mã số 6, size 27 này. Mã số 6, size 27 các chị nhá. Mã số 6, size 27 ạ. Em sang một mã tiếp này. Một mã tiếp nhá. Một mã quần ống suông tiếp này. Chất cũng rất là đẹp luôn. Mã số 5. Mã số 5 các chị nhá. Mã số 5 dành cho chị nào mặc size S thôi. Size S, mã số 5 đằng sau đây ạ. Rất là đẹp luôn này các chị ơi. Chất cực đẹp luôn nhá. Mã số 5. Mã số 5, size 26. Size 26, mã số 5 các chị nhá. Chất cực đẹp luôn này. Mã số 5, size 26 ạ. Có viền rất là đẹp luôn nhá. Ở túi cũng có viền này. Rua rua rất là đẹp luôn nhá. Mã số 5, size 26. Em sang một mã co giãn tiếp này. Sang một mã co giãn dáng đen nhá. Mấy cái mã co giãn đen rất là đẹp này. Em sang mã tiếp theo này. Em có cả quần trắng ấy, quần trắng co giãn đấy, các chị có thích không? Em có phải đến 5-6 cái quần trắng đấy. Chị nào thích thì comment em lên nhé. Em sang mã tiếp theo, mã số 163 nhá. Mã số 163 này. 163 dành cho chị nào mặc size. Dành cho chị nào mặc size 20. Size 26 nhá. Size 26. Mã số 163 này. 163 size 26 các chị nhá. Mã số 163 size 26 này. Size 26, mã số 163 các chị nhá. Em lên một mã tiếp theo nhá. Lên một mã tiếp theo này. Quần dáng dài này. Mã số, mã số 179 nhá. Mã số 179 này. 179 dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Size 27, mã số 179 giùm em nhá. Mã số 179, size 27. Sang một mã quần đen này. Có co giãn nhá. Quần đen có co giãn các chị nhá. Dành cho chị nào mặc size 26 nhá. Size 26. Lên trắng à. Ok chị nhá, từ từ ạ. Sang mã số 180 này. Mã số 180 size 26 các chị nhá. Em này còn mới nguyên luôn này. Mã số 180 size 26. 180 size 26 các chị nhá. Em lên mã tiếp theo này. Còn nhiều lắm các chị ơi. Lên mã tiếp theo nhá. Mã số, mã số 181 này. Mã số 181 các chị nhá. 181 dành cho chị nào mặc size S nhá. Em này còn mới nguyên luôn. Mã số 181 dành cho chị nào mặc size S này. Size S các chị nhá. Mã số 181. Em này có co giãn nhá. Có co giãn này. Mã số 181. 181 size S ạ. Em lên mấy quần trắng nhá. Em lên một ít quần trắng cho các chị này. Đợt này về nó có cả quần trắng này.
Quần trắng này, cái quần này mặc theo kiểu như là giống kiểu quần netking ấy, độ co giãn rất là cao này các chị ơi. Mặc giống kiểu quần netking nhá. Em này nhá. Ai thích comment cho em mã số 36 này. Mã số 36 nhá. Mã số 36 dành cho chị nào mặc quần size 26, size 27 là đều mặc vừa em này nhá. Bởi vì em này là độ co giãn rất là cao này. Độ co giãn rất là cao mà kiểu này mặc giống như kiểu quần netking các chị nhá. Ai mặc size 26, 27 đều mặc được này. Mã số 36 này. Mã số 36 các chị nhá. Mã số 36. Quần trắng nguyên luôn, không có một vết gì luôn nhá các chị nhá. Mã số 36 này. Mã số 36 nhá. Độ co giãn rất là cao các chị nhìn em kéo này. Đấy, độ co giãn rất là cao luôn nhá. Mã số 36. Em lên một mã tiếp theo này. Lên một mã tiếp theo, mã số 33 nhá. Quần này có rách gấu này. Có rách gấu nhá. Mã số 33 này. Mã số 33 dành cho chị nào mặc size size 26 nhá. Dành cho chị nào mặc size S này. Size S, mã số 36 giùm em nhá. Mã số 36 size S này. Size S, mã số 36. Lên một mã tiếp nhá. Mã tiếp theo dành cho chị nào mặc size 27 này. Size 27, mã số là 1, mã số là 40 nhá. Mã số 40 size 27 nhá. Tất cả những em quần giãn này độ co giãn rất là cao này các chị ơi. Đấy. Mã số 40. Mã số 40 size 27 các chị nhá. 40 size 27 này. Đấy. Sang một mã quần trắng tiếp nhá. Sang một mã quần trắng tiếp dành cho chị nào mặc size 28 nhá. Size 28, mã số là 182. Mã số là 182 size 28 các chị nhá. Size 28 mã số 182 này, rách có lưới nhá. Rách có lưới. Size 28, mã số là 182 nhá. 182 dành cho chị nào mặc size 28 đằng sau đây ạ. À. Đằng sau đây nhá. Màu trắng thì em chỉ có mấy cái mẫu này thôi. Em lên mã tiếp theo này. Lên mã tiếp theo, mã số 34 này. 40 cho chị Ngọc Nguyễn Hồng này. Ngọc Nguyễn Hồng mã 40. Rồi em nhá, em xem mã 40 đâu. Mã 40 đây, chốt cho chị Ngọc Nguyễn Hồng này. Ok chị này. Chị. Em sang một mã tiếp theo này. Sang một mã tiếp theo nhá. Mã này là dành cho chị nào mặc size. Dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Size 27 này. Size 27 các chị nhá. Size 27 ạ. À. Em này có rách nhá, có rách đây này. Đấy. Mã số là 34. Mã số 34 các chị nhá. Mã số 34 dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Size 27 mã số 34 này pin hiếu. Mã số 34 size 27 các chị nhá. Size 27 mã số 34 này. Em sang mã tiếp theo này. Cục ở trong túi. Xuông à. À, chị mòi méo ngon cá hỏi dáng nào. Dáng này là dáng xuông nhá. Mã số 34 là dáng xuông này. Đấy. Mã số 34 là dáng xuông nhá. Em sang một mã này này. Sang một mã này còn chưa cắt khuy này các chị ơi. Cắm sạc vào luôn đi đã. Mã số là 32 nhá. Mã số 32 này. Mã số 32. Mã số 32 dành cho chị nào mặc size 26. Size 27. Size 27 mã số 32 các chị nhá. Mã số 32 size 27 này. Quần trắng em chỉ có mấy mẫu như thế thôi. Em nên tiếp tục các dáng kia nhá. Chị nào chốt thì chốt giùm em nhá. Đây nhá, quần trắng em chỉ có mấy mã này thôi. Em nên tiếp tục những dáng kia này. Mã số 83 này. Mã số 83 dành cho chị
chị nào mặc size S nhá. Size S mã số 83 dáng boy các chị nhá. Mã số 83 size S này. Size S mã số 83 giùm em nhá. Mã số 83 size S các chị nhá. Size S. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Em lên một mã tiếp theo này. Mã số 80 này có size 29. Có size 29 nhá chị Lan Hoàng ơi, có nhá. Em sang mã tiếp theo, mã số là 26 này. Mã số 80 dành cho chị nào mặc size 26 này. Mã số 80 nhá. Size 26. Size 26 mã số 80 giùm em này. Những cái quần to. Size 29 này. Em lên mã này size 27 này. Mã số 63 nhá. Ống loe lưng cao có không? Ống loe lưng cao có. Vừa ấy có mấy mã đấy hôm nay rồi đấy. Em sang mã tiếp theo, mã số 63 này. Mã số 63 em này chất rất đẹp nhá. Mã số 63 dành cho chị nào mặc size 27 này. Size 27 mã số 63. Mã số 63 size 27 giùm em nhá. Sang một mã tiếp theo nhá. Mã số 164 này. Mã số 164 dành cho chị nào mặc size 29 đây ạ. Size 29 mã số 64 giùm em nhá. Mã số 64 size 29 em này không co giãn các chị nhá. Em này không co giãn này. Mã số 64 size 29 này. Ống của nó đây ạ. Mã số 64 size 29 nhá. Lên một mã tiếp theo này. Mã số 183 nhá. Mã số 183 này. 183 dành cho chị nào mặc size 30 nhá. Đo hộ chị bụng à. Mã số 164 này là bụng. Bụng 85 chị ơi. Bụng 85. Chị Lan Hoàng ơi, mã này bụng 85 nhá. Bụng 85 em này không qua giãn nhá. Bụng 85 ạ. Mã này size 30 này. Size 30 mã số 183 nhá. Size 30 mã số 183 này. 183. 183 size 30. To quá à. Chị Lan Hoàng. Chị Lan Hoàng bụng bao nhiêu? Em này không qua giãn đâu chị ạ. Nên là bụng 82, 83, 84. À 83, 84, 85 là mặc ok luôn. Nó chênh nhau một tí không sao nhá. Mã số là 183 này. 183 dành cho chị nào mặc size 30 nhá. Size 30 mã số 183. 183 size 30 em này có co giãn nhỉ. Em này có co giãn này. 74 cho chị Lan Hoàng này. Bảy tư là mã nào chị ơi? Chị Lan Hoàng ơi, chị có phải là chị đặt mã này không? Mã này là mã số 164. Mã số 164 nhá chị nhá. Có phải mã vừa lấy em đo bụng cho chị không thì ok này. Mã số 164. Em sang mã tiếp theo này. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Kéo đâu. Sang mã tiếp theo nhá. Một em quần bò đen này. Quần bò đen nhá các chị nhá. Rất là đẹp luôn. Cái này mới 100% luôn. Mã số là 81. Mã số 81 nhá. Dành cho chị nào mặc size size 29. Size 29 mã số 81 này. Chị Lan Hoàng có phải chốt mã đấy thì ok luôn cho em nhá. Em sang mã tiếp theo này. Mã số là 81 nhá. Mã số 81 dành
dành cho chị nào bụng 84 này. Bụng 84 nhá. Mã số 81 dành cho chị nào bụng 84 này, size 29 các chị nhá. Size 29 dành cho chị nào bụng 83 84 là vừa nhá. Bụng 83 84 là vừa này. Size 29. Mã số là 81 nhá. Mã số 81 em này mới 100% luôn. Rất là đẹp luôn nhá. Mã số 84 size 29. Chị ơi mã này không có giãn đâu. Những cái mã này là không có giãn nhá. Chị Nguyễn Thị Duyên ơi không có giãn này. Em sang mã tiếp theo nhá. Vớt những mã có giãn này. Em sang một mã tiếp theo này. Mã này là mã số 12 nhá. Mã số 12 những mã có giãn đẹp ở kia nhá. Được cả cái quần ống vẩy đấy. Mã số 12 nhá. Mã số 12 dành cho chị nào mặc size S nhá. Size S mã số 12 giùm em này. Mã số 12 size S nhá. Size S mã số 12. Vâng ạ, à, chị Nguyễn Thị Duyên ơi đợi em nhá. Em lên mã này này. Một mã dáng suông này có rách gấu mã số 110 nhá. Mã số 110 này. 110 nhá. Chất này đảm bảo là đẹp nhá. Dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Size 27 mã số 110 này. Mã số 110 size 27 nhá. Em sang mã co giãn này. Mã số 144 nhá. Mã số 144 co giãn nhá các chị nhá. Co giãn nhá. Rách nhưng mà ở bên trong nó đã thêu một lớp vải này rồi nhá. Nên là mặc không hở gối, không hở gì ra đâu ạ. Mã số là 144 nhá. 144 dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Size 28. 27 28 đều mặc. Mã số 144 này. 144 các chị nhá. Em thấy có co giãn nhá. Độ mới còn nguyên luôn. Mã số 144. Mấy giờ? Em sang một em quần ống vẩy này. Quần ống vẩy chị nào hỏi quần ống vẩy này. Mã số 108 nhá. Mã số 108 này. 108 quần ống vẩy nhá. Dành cho chị nào mặc size size 27 này. Size 27. Mã số 108. 108 size 27 quần ống vẩy đây nhá các chị nhá. Quần ống vẩy đây ạ. Chị nào mặc size 26 cũng vừa này. Bụng 73 74 như em nào cũng vừa. Mã số 108 nhá. 108 một em ống vẩy co giãn nhá các chị nhá. Kiểm cái màu đen coi. Chị ơi màu đen đây nhá. Màu đen đây, màu đen đây. Màu đen đây nhá. Có rách gấu nhá. Có rách gấu này. Mã số là 81 nhá. Mã số 81 dành cho chị nào mặc size 29 nhá. Em này không co giãn nhá. Không co giãn. Co giãn. Đây nhá. Mã số 157 nhá. Mã số 157 này. 108 cho chị Bùi Thị Yến này. 108 là cái nào? Cái quần ống vẩy kia phải không? Sang mã tiếp theo. Mã số 157 này. 157 chị Bùi Thị Yến có đâu chưa? Cái quần này bỏ ra là của ai đây? À cái này chị Nan Hoàng đúng không? Chị Nan Hoàng chốt mã 174 không ạ? À? Mã số 157 này. 157 nhá. Em màu đen này. Màu đen mã số 157 có rách gấu đây nhá. Dành cho chị nào mặc size 26 thôi. Size 26 mã số 157 nhá. Em này có co giãn này. Có co giãn nhá. Mã số là 157. 157 size 26. 157 size 26 nhá. Không ghi ạ? À? Mã số 157 size 26 không ghi vào đây à? Mã số 157 size 26 các chị nhá. Các chị ơi xem nay chia sẻ bài giúp em nhá. Còn mã quần ống 7 không tức. Em sang một mã tiếp theo này.
sang một mã tiếp theo nhá. Quần co giãn cũng vất ở đây luôn. Sang một mã tiếp theo, mã số 138 ở cái đống này này. Mã số 138 nhá. 138 dành cho chị nào mặc size 26 nhá. Size 26 mã số 138. 138 size 26 các chị nhá. Size 26 mã số 138 này. 138 size 26 giùm em nhá. Sang một mã quần co giãn nữa nhá. Mã số 10 này. Mã số 10. Mã số 10 các chị nhá. Mã số 10 dành cho chị nào mặc size 27 này. Size 27 mã số 10 nhá. Em này có co giãn nhá. Độ co giãn rất là cao luôn. Mã số 10 size 27. 27 mã số 10 các chị nhá. Sang một mã tiếp theo này. Mã số 28 nhá. Mã số 28 này. Mã số 28 có co giãn các chị nhá. Dành cho chị nào mặc size 20. 27 nhá. Size 27 mã số 28 này. Mã số 28 size 27 có co giãn nhá các chị nhá. Sang một mã màu đen này. Sang một mã co giãn màu đen nhá. Mã màu đen co giãn này. Gấu đây nhá chị nhá. Gấu đây ạ. À. Mã số là 127 nhá. Mã số 127 dành cho chị nào mặc size. Dành cho chị nào mặc size 28 này. Size 28 mã số 127 nhá. 127 size 28. Đằng sau đây ạ. À. Đằng sau đây nhá. Mã số 128 size 20. Dành cho chị nào mặc size 28 nhá. Mã số là 127 em nhầm. 127 size 28. Sang mã tiếp theo này. Mã số 9 này. Mã số 9 dành cho chị nào mặc size 28 này. Size 28 mã số 9. Mã số 9 size 28 nhá. Em này có co giãn nhá. Có co giãn này. Mã số 9 size 28 giùm em nhá. Sang một mã tiếp này, em này chất cực tém luôn này. Dành cho chị nào mặc size 26 này. Size 26 mã số 50 giùm em nhá. Mã số 50 size 26 này. Mã số 50 size 26 các chị nhá. Size 26 mã số 50. Sang một mã tiếp theo nhá. Mã số 58. Ô, tưởng hí. Mã số 58 nhá. Mã số 58 dành cho chị nào mặc size 27 này. Size 27 mã số 58 các chị nhá. Size 27 mã số 58 này. Mã số 58 size 27 các chị nhá. Mã số 58 size 27. Các chị ơi xem like chia sẻ bài giúp em nhá. Em sang một mã tiếp theo này. Mã số 156 nhá. Mã số 156 một em quần ống rộng này. Mã số 156 dành cho chị nào mặc size 27 nhá. Size 27 mã số 156 giúp em nhá. 156 size 27 các chị nhá. Đằng sau đây ạ. À. Quần ống rộng nhá. Mã số 156 size 27 này. Em sang mã tiếp theo này. Sang mã tiếp theo màu này lại nha các chị nhá. Mã số 101 này. 101 nhá. Mã số 101. 101 dành cho chị nào mặc size 27 này. Size 27 mã số 101 nhá. Bây giờ các chị ơi em nghỉ nay nhá. Hẹn các chị chiều nay nhá. Em hẹn các chị chiều nay nhá. Chiều nay chị nào có hóng khăn không em sẽ lên khăn cho các chị. Em chào các chị nhá. Chiều nay em sẽ lên quần bò tiếp nữa ạ.